Yeah, way, đây không phải Gen Z. Người ta gọi là giới trẻ, tích cực và như đứa mới mẻ. Ra ngoài đường trải nghiệm điều khó, tạo nên bao tình yêu thương từ già tới trẻ. Lúc nào thì tôi cũng sẵn sàng, trở về trong một tương lai vững bền tươi sáng. Bắt trong từ khoảnh khắc tiến lên đường thẳng tắp, số đến năng lượng thử thách với ta như thử vàng. Sau lo vai đã đợi cho lối lập việc và tan ca. Sau lo để cảm hứng đi từ sức bật và mang ra. Sau lo để năng lượng và sức trẻ ta dẫn bước. Gen Z chỉ hiểu tín nhiệm mà chưa trẻ đổi mới cùng với Hanwha Life. Hanwha Life, năng lượng hạnh phúc.